Xin kính chào quý vị và các bạn. Đầu tuần mới dự báo ở miền Bắc tiếp tục có nắng nhiều. Buổi trưa có thể hơi nóng khi mà quý vị đi lâu ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác ở Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Sapa, Lào Cai, nắng cũng lên từ sáng cho đến chiều trong ngày thứ hai. Nhưng do ở đây địa hình núi cao nên nhiệt độ bao giờ cũng thấp hơn những nơi khác. Dự báo cao nhất sẽ không vượt quá 21 độ và thấp nhất là 12 độ, trời rét. Và từ thứ ba trở đi thì trời sẽ chuyển nhiều mây, mưa rào xuất hiện bất chợt trong ngày sẽ khiến cảm giác rét lại càng thêm bút cóng. Mưa cũng khiến cho các cung đường đèo núi trơn trượt hơn, khá nguy hiểm cho các quý vị lên kế hoạch phượt bằng xe máy. Trong khi đó ở Phú Yên, trong 3 ngày tới trời ít mưa và có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 30 độ. Mưa có chăng chỉ xảy ra về chiều tối nhưng lượng nhỏ và rất nhanh. Nhìn chung thì mọi yếu tố thời tiết đều thuận lợi cho quý vị thư giãn với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và tham quan mũi Đại Lãnh, nơi đón bình minh đầu tiên của Việt Nam. Nam Bộ thì đang trong giai đoạn giảm mưa, từ thứ hai nắng từ sáng cho đến chiều, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ và Cà Mau không vượt quá 32 độ. Về chiều tối chỉ có mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, tuy nhiên thì quý vị cũng cần đề phòng với gió giật và sấm sét nguy hiểm. Mưa không còn đáng ngại nhưng chiều cường ở Nam Bộ dự báo sẽ dâng cao và có nguy cơ gây ngập, nhất là vào buổi sáng thứ hai tại các trạm Nhà Bè và trạm Cần Thơ. Mực nước vượt báo động 3 từ 6 đến 12cm. Cảnh báo ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn và hệ thống sông Cửu Long do chiều vào thời điểm từ 3 đến 5 giờ sáng thứ hai. Tuy ít người ra đường vào thời điểm này, nhưng chiều có thể tràn vào nhà, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Còn về thời tiết ở Cần Thơ, trong 3 ngày tới trời chủ đạo là nắng nhiều, mưa chỉ xảy ra vào chiều tối thứ hai và thứ ba nhưng lượng nhỏ và rất nhanh, không ảnh hưởng nhiều đến các lịch trình tham quan du lịch của quý vị. Quý vị có thể tranh thủ ban ngày ngồi trên các ghe thuyền tham quan chợ nổi Cái Răng. Đây là loại hình du lịch chợ nổi độc đáo và đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.